Hello, xin chào anh em. Anh em nhớ nhìn đúng hướng nhé, mình đứng bên này cơ. Nếu bây giờ mình nói với mức giá chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng thôi, anh em có thể mua được một bộ PC có thể làm văn phòng, cùng với đó là chơi game online ổn áp, thì liệu anh em có tin hay là không? Chắc chắn là không đúng không? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Với mức giá siêu rẻ như vậy thì chắc chắn một điều, anh em sẽ không được trang bị cà đồ họa rời, nên chúng ta sẽ sử dụng cà đồ họa tích hợp. Cà đồ họa tích hợp chúng ta sẽ có hai hãng, đầu tiên là Intel HD Graphics. Thực sự cá nhân mình đánh giá ấy, xét trên cấp độ người dùng, nếu chỉ để chơi game thôi thì cà đồ họa tích hợp của Intel giống như một trò hề vậy. Tuy nhiên nếu xét trên cấp độ làm việc thì cà đồ họa tích hợp của Intel giúp ích rất nhiều. Nếu như anh em làm kiểu đồ họa trên Adobe thì biết cà đồ họa tích hợp Intel nó ngon như nào đấy. Tuy nhiên mình chỉ là người văn phòng đúng không, mình thi thoảng mình chơi game, nên mình sẽ lựa chọn mẫu cà đồ họa tích hợp của hãng khác, đó chính là AMD, với mẫu cà đồ họa đó chính là Radeon RX. Thì cụ thể ở đây chính là CPU Athlon 3000G với 2 nhân 4 luồng xung nhịp 3.5GHz và cà đồ họa tích hợp là Vega 3. Thật ra thì mình không thần thánh hóa quá sức mạnh cà đồ họa Vega 3, nhưng mà thực sự nó tốt hơn rất nhiều khi so với Intel HD Graphics xét trên góc độ chơi game. Còn tốt như nào thì chút nữa mình test anh em sẽ biết. Tiếp theo đó chính là về phần RAM. Mức giá chỉ khoảng hơn 4 triệu đồng thôi, anh em mua PC chỗ khác đâu không? Mình đảm bảo với anh em chỉ có một thanh RAM 4GB, mà thanh RAM 4GB thậm chí nó còn không phải loại xịn sò cơ. Tuy nhiên khi anh em mua hàng An Phát, chất lượng phải đặt lên hàng đầu. Vì thế anh em sẽ trang bị sẵn một thanh RAM 8GB, thanh RAM Corsair Vengeance có tản nhiệt hẳn hoi. Thì với 8GB anh em có thể làm được rất nhiều công việc, ví dụ như kiểu mở 20 tab Chrome hoặc là mở một số các ứng dụng khác trong điều kiện cho phép. Và cùng với đó là một mẫu bo mạch chủ. Đây là bộ bo mạch chủ Acer Prime A320MK, mức giá rẻ nhưng chất lượng không hề rẻ một chút nào cả. Với mức giá chỉ hơn 1 triệu thôi, anh em sẽ có 2 khe RAM nâng cấp tổng cộng là 32GB và một khe SSD M2. Mình xin nhấn mạnh lại, một đây có được trang bị một khe SSD M2, cùng với đó là các số cổng IO đủ so với những nhu cầu người dùng phổ thông. Thế mình đánh giá là vậy. Vậy thì cuối cùng ở đây, anh em thấy mình đã lắp toàn bộ các linh kiện vào đây rồi. Đây là một vỏ cây nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn thôi. Anh em nếu không thích để lên bàn thì có để dưới chân. Để chân anh em làm gì thì để nhu cầu của mỗi người. Ok, bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy này. Mình sẽ test các tựa game nhẹ nhàng một tình cảm thôi, chứ không kiểu nặng nề quá anh em lại bảo đi gìn. Ok, anh em hãy tự đánh giá xem bộ PC này có xứng đáng với mức giá chỉ hơn 4 triệu đồng không nhé.
thật ra thì cái phần trải nghiệm béo năng vừa rồi đánh giá như nào là của mỗi người thôi, mình sẽ không ra đưa ra ý kiến, không anh em lại bảo là mình tâng bốc quá. Vậy thì anh em thấy sao về bộ PC này? Nếu có hứng thú, mình sẽ để đường link ở ngay dưới phần mô tả video, anh em có thể click vào nếu như quan tâm. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip sắp tới của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.